hay là cảm giác mình quên đau không? Đỡ hơn. Đấy, anh kêu hơn nó bảo phải hơn 50% đấy. Nếu mà không có lành thì nó đã lành rồi. Nó lành trước 6 tuần rồi. Đây 12 tháng rồi mà nó vẫn còn đau như vậy thì tương đương nó rất là khó bảo. Khi mình đi lại nó không được tròn chân nữa, vì nó đau mà đi tập tạ tập tánh. Nó rất là nguy hiểm, nó sẽ thậm chí là ảnh hưởng cả chân bên kia, rồi là đau lên gối, đau lên lưng, đau lên háng, phiền lắm. Cái này làm sao mà đau? Chỗ này là do dẫm lên quả bóng ấy, nó chẹo ha, là ngã cả người xuống thì là nó đau từ đến giờ được khoảng 2 tháng. Vâng. Bây đi lại có đau không? Đi lại bình thường nhẹ nhàng thì không sao. Nhưng mà đau nhất là hiện tượng đau và ê buổi sáng dậy. Sáng dậy thì khi dẫm đất. Vâng, khi dẫm đất thì rất là ê, rất ê và nó đau. Đi lại mà chạy không được, nó chỉ có đi lại nhẹ nhàng thì không sao. Thế cái hôm mà lúc mình bị dẫm sâu lật như thế thì bao lâu sau thì mình đi lại bình thường được? Sau khoảng nửa tiếng thôi là đi lại được bình thường. Đi lại được nhưng vẫn đau, chứ nó không phải là nó không hết đau. Chứ nó cứ đau như thế suốt từ 2 tháng nay. Vâng. Nó lên quanh ở đây đúng không? Vâng, quanh chỗ này. Này đâu? Có. Đau không? Vâng. Này đau? Có, đau nhiều hơn. Hai ngón này đau nhiều hơn đúng không? Đây ngón này đấy chứ. Đấy đâu? Ấn này đâu? Vâng, ấn đây đâu? Ấn nó dồn vào đây đâu đúng không? Vâng. Đấy, đấy, đấy. À. Sẽ em một chút nữa, ở chỗ này một chút nữa. Đấy, à. Đó. Đấy này có đau không? Không có. Đau hơn nhiều luôn. Đây là. Vâng. Là cái cơ dạng con cái. Đây thứ nhất là về cái bên trên cái phần mũi chân này, đây là cái khớp cổ bàn chân này. Đấy, đây khớp cổ bàn chân này, đây khi mà mình lật, đây là bàn chân của mình đây nhá. Bàn chân, đây là mấy cái xương cái bàn đấy, khi mình lật một cái thì cái này cụp xuống, nó làm tổn thương cái khớp này. Vâng. Đấy, cái khớp này, này. Cái khớp cổ bàn chân đây, giống 5-4-3 cái con này là chính. Vâng. Đó, nó tổn thương cả cái khớp này. Thì cái khớp này, tất cả những cái xương này nó liên kết với nhau bởi cái nhóm dây chằng. Khi mình lật cái bẻ như này này, chợt đây, bẻ này cái này, thì nó giãn, nó tổn thương cái dây chằng liên quan đến đó. Vâng. Chưa nói đến vấn đề là cả cái giữa những cái xương này, cái khớp này nó còn có cả cái sụn nữa, nó dọc cả những cái sụn của nó nữa. Vâng. Còn cái bên phía mặt trong cái đấy là có cái cơ dạng ngón cái. Đây này. Cơ dạng ngón cái nó đây này. Vâng. Bị đau ở vùng này rồi. Còn đây này, cái đấy, đây là cái khớp cổ bàn chân đấy nhé. Đây mình nhìn từ cái mặt lòng của chân nhìn đây này, đây cái ngón 5-4-3 là đấy thì nó liên kết với nhau ở ngón dây chằng. Vâng. Nó rất nhiều dây chằng luôn. Đấy khi mà cọc vào phát nó tổn thương dây chằng, chưa nói vấn đề này nó dọc cả những sụn khớp của nó này. Vâng. Cái sụn khớp. Đó là lý do tại sao mà khi mình mà phải dồn lực vào á, dồn lực từ xa tới rồi cầm đầu ngón tay chân đấy rồi ấn vào mà nó lại bị đau bên trong đấy. Ngoài cái vấn đề là việc cả dây chằng nữa, nó bị cả cái dập cái sụn nữa. Cho nên nó mới lâu khỏi vậy. Cái này cái điều trị thì nó ổn thôi, nhưng nó sẽ mất nhiều thời gian. Điều trị những cái nhóm dây chằng đấy thì nó đơn giản, nó cũng lành, nó cũng không khó lắm. Nhưng vấn đề nó liên quan cái sụn khớp. Về cái này thì điều trị thì chính là vật lý trị liệu là chính. Điện xung hồng ngoại siêu âm, vi sóng laser, massage xung quanh các thứ. Và nếu như nó khó bảo quá mà khi mà điều trị thì mỗi buổi thì nó sẽ đỡ tương đối. Nhưng mà đến lúc mà nó dấu hiệu nó lì ra nó không đỡ nữa thì lúc đó thì chúng ta cần phải được tiêm cái vitamin dồn tụ cầu cho nó hoặc là collagen. Vì nó còn cái sụn thôi chứ còn dây chằng thì nó đơn giản thôi. Hay là cả cái gân cái gân của cái cơ dạng con cái đấy. Thì nó cũng dễ lành thôi, không có gì cả. Nhưng mà nếu như mà nó mà không lành được thì đôi khi mình cũng phải có những phương pháp là nó mạnh hơn như thế thì nó vâng. Đương nhiên là cái này nó đã là khó lành rồi, bởi vì nếu mà không khó lành thì nó đã lành rồi. Nó lành trước 6 tuần rồi. Đây 12 tháng rồi mà nó vẫn còn đau như vậy thì vâng. Nó tương đương nó rất là khó bảo. Mong là được điều trị thôi cho nó khỏi, chứ không nhìn đi vậy khó chịu quá. Khó chịu nó đi vâng. Lại nó đã khó rồi, chưa nói đến vấn đề là mình thành tật luôn, em thấy là thành tật luôn. Đúng rồi. Nó khi mình đi lại nó không
không được tròn chân nữa, vì nó đau hoặc đi tập tạ tập tễnh, nó rất là nguy hiểm, nó sẽ thậm chí là ảnh hưởng đến cả chân bên kia, rồi là đau lên gối, đau lên lưng, đau lên háng, phiền lắm. Tại vì nó gây cái trọng lượng dồn sang bên kia. Đúng rồi. Anh cứ đi lại bình thường đó. Có đỡ hơn. Đỡ hơn. Anh tới đây anh đau 10 phần một giờ anh. Có cái người kiểu làm cả hay là cảm giác mình quên đau á. Đỡ hơn. Anh kêu hơn 50% á. Mình chăm sóc thì nó phải nhẹ nhàng hơn nha anh.